chào các bạn. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem video clip của mình thì mình là Duy, trưởng nhóm kinh doanh của Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng. Bên cạnh Duy đây là một, có thể nói là một cái chiếc xe siêu phẩm luôn các bạn. Thì đây là cái dòng xe EQS 450, nhưng đây là phiên bản V1, một phiên bản mới hơn. Đó thì trước đây Duy đã quay cho các bạn xem chiếc EQS 450 này rồi, nhưng mà đó là phiên bản V0. Đó, nó về lần đầu tiên đó cách đây khoảng tầm cuối năm ngoái ha. Nhưng mà hiện tại bây giờ đó, bên cạnh Duy là một phiên bản V1. Các bạn xem chiếc phiên bản V1 này nó sẽ tuyệt vời hơn như thế nào so với phiên bản V0 trước đó. Thì ok, bây giờ Duy sẽ mời các bạn cùng Duy xem thật kỹ lại một vòng qua chiếc xe này nha. Anh chị các bạn nào thích một cái chiếc xe nó phải là thật là êm ái, nó không có tiếng động thì các anh chị các bạn nên chọn cái dòng xe điện, đặc biệt là cái xe EQS 450 này, bởi vì đây là một cái dòng xe có thể nói là đầu bảng của Mercedes-Benz luôn. Đây là dòng xe S-Class mà còn chạy bằng điện nữa, thì các bạn sẽ hình dung là cái chiếc xe nó sẽ êm ái như thế nào. Hiện tại là cái xe của chúng ta đang nổ máy luôn các bạn, nhưng mà các bạn thấy nè, hầu như là sẽ không có tiếng ồn. Duy review xe các bạn thì Duy đều tắt máy cái động cơ, những chiếc xe xăng á thì Duy thường tắt máy Duy mới nói được đó, không phải là rất là ồn. Nhưng mà đối với cái chiếc xe điện EQS 450 này, hiện tại bây giờ là Duy vẫn đang nổ máy luôn ha, và các bạn thấy hầu như là sẽ không có một cái tiếng gì hết. Và Duy phải kê cái tay của Duy vào, các bạn sẽ thấy là cái tiếng motor điện nó kêu rất là nhỏ ha. Đó, hiện tại bây giờ là cái đèn xe nó đã tắt xuống rồi nè, chứng tỏ là cái động cơ của chiếc xe đang ngừng hoạt động, bởi vì để cố định các bạn thì một lúc thì xe nó sẽ tự động nhận biết và nó sẽ tự động tắt cái motor điện ha, để cho nó giảm cái tiêu tốn năng lượng. Đó, về phần đầu xe hoặc là kiểu dáng thiết kế bên ngoài của chiếc xe EQS 450 phiên bản V1 này thì sẽ không khác gì so với lại cái phiên bản V0 hết, không khác hoàn toàn một chi tiết nào các bạn nha. Đó, về phần đầu xe thì các bạn sẽ nhìn vào, các bạn sẽ biết đây là dòng xe điện của Mercedes-Benz, bởi vì nó có một cái kiểu dáng thiết kế rất là đặc trưng luôn. Xe điện thì lúc nào nó cũng sẽ có một cái mặt bích ở phía trước như thế này. Đó, chứng tỏ là khác với xe động cơ xăng, bởi vì động cơ xăng của chúng ta sẽ cần những cái chi tiết, những cái hốc mà để mà cho gió vào đó để giải nhiệt cho cái két nước, thì cái động cơ điện của chúng ta lại không cần các bạn nha. Đó, thiết kế như thế này để giảm khí động học. Bởi vì sao mà cái chiếc xe EQS 450 này nó có một cái chỉ số khí động học rất là thấp ha, chỉ 0.20. Hiện tại có thể nói là đây là một cái chiếc xe có một cái hệ số cản gió coi như là thấp nhất của những cái chiếc xe thương mại hiện tại bây giờ. Về phần đầu xe thì các bạn sẽ thấy cái đèn xe được thiết kế kéo dài qua tận bên này luôn. Đây là một cái điểm mà có thể là nhận biết cái dòng xe điện hoặc là dòng xe xăng của Mercedes-Benz các bạn thấy không. Phần đầu xe thì các bạn sẽ thấy ở khu vực này có một cái camera, chứng tỏ là cái xe EQS 450 này sẽ có một cái camera 360 độ. Các bạn sẽ thấy là những cái hốc gió phía trước nè, nhìn nó rất là hầm hố ha. Đây là thiết kế của AMG luôn, rất là thể thao ha, cực kỳ tương lai luôn. Ok, bây giờ Duy sẽ cho các bạn xem, lại gần hơn một chút xíu nữa, Duy sẽ cho các bạn xem là cái đèn xe của cái chiếc xe EQS 450 này. Đây là cái đèn xe Digital Light. Đây là một cái công nghệ đèn có thể là tiên tiến bậc nhất của nền công nghiệp ô tô trên thế giới hiện tại bây giờ luôn. Đó, và nó có rất là nhiều những cái tính năng cái đèn này. Và đối với cái đèn Digital Light này, bên trong mỗi cái bóng đèn sẽ có 1,3 triệu cái tấm gương lật, hay gọi là 1,3 triệu cái điểm ảnh, giúp cho cái đèn xe của chúng ta hoạt động chính xác hơn gấp 100 lần so với cái đèn multibeam thế hệ trước của nó ha. Bên hông của chiếc xe EQS 450 này thì các bạn thấy nó rất là khác so với những cái chiếc xe sedan thông thường đúng không các bạn? Bởi vì là đây là một cái thiết kế có thể nói gọi là dòng xe sedan coupe, hoặc có thể nói là cái dòng xe GT, bởi vì là cái phần cốp xe của chúng ta nè các bạn, nó được thiết kế rất là khác so với những cái chiếc xe sedan ha. Đó, và đặc biệt các bạn, khi mà Duy mở cái cửa bên hông ra thì các bạn sẽ thấy đây, cửa xe của chúng ta là cửa xe không viền, nhìn rất là thể thao và rất là hấp dẫn ha. Cửa sau cũng vậy. Tay nắm cửa của xe EQS 450 này là một tay nắm cửa được thiết kế dạng ẩn các bạn, nó giúp cho cái chiếc xe của chúng ta trông hiện đại hơn ha, cá tính hơn. Ngoài ra thì nó sẽ giảm được cái hệ số cản gió nữa ha. Đây là một cái thiết kế mới của Mercedes-Benz cho những cái chiếc xe gần đây. Và đối với cụm gương của cái chiếc xe EQS 450 này, đây là một cái cụm gương được bắt trên cái cửa luôn, cho nên khi mà người lái quan sát ở cái góc này thì nó sẽ thoáng hơn, cũng như là giảm cái điểm mù, giúp cho chiếc xe của chúng ta khi mà chúng ta di chuyển nó sẽ an toàn hơn rất là nhiều các bạn ha. Về phần mâm xe thì EQS 450 của chúng ta được trang bị cái bộ mâm AMG, các bạn nhìn thấy nè, nó rất là thể thao và ngoài ra là cũng rất là khí động học ha. Thì Mercedes nói là cái mâm này là một cái mâm khí động học, bởi vì là các bạn sẽ thấy là ở đây nó có một cái viền nè để
giảm cái lực cản của gió đi vào bên trong hốc của bánh xe ha, giúp cho cái chiếc xe của chúng ta nó cũng giảm thêm cái phần cản trở của không khí. Đó, lớp xe của chúng ta là lớp 265/40R21, bánh trước và bánh sau đều giống kích thước luôn các bạn. Đó, và mâm xe của chúng ta là mâm 21 inch, và trên cái lớp xe của chúng ta các bạn thấy có chữ là MOS nè. Đây là một cái lớp xe coi như là cách âm các bạn nha. Đó, một cái xếp xe cách âm. Cái chiếc xe của chúng ta các bạn biết rồi ha, nó là một chiếc xe điện, nó rất là êm, nó rất là cách âm tốt rồi. Ngoài ra thì cái lớp xe của chúng ta cũng là một lớp cách âm nữa, chứng tỏ là cái xe này khi mà chúng ta lăn bánh trên đường, mọi thứ nó cực kỳ tuyệt vời luôn ha. Các bạn sẽ thấy ở đây có một cái nắp ha, nó cũng giống như những cái chiếc xe xăng ha. Xe xăng của chúng ta thì chúng ta sẽ đổ xăng ở khu vực này, nhưng mà đối với chiếc xe EQS 450 này thì chúng ta sẽ sạc điện ở cái khu vực này. Đó, nó sẽ khác so với lại những cái chiếc xe điện của những hãng xe khác thì sẽ thường là sạc ở phía trên. Nhưng mà đối với chiếc EQS 450 này của chúng ta vẫn cắm sạc ở khu vực này. Có thể nói là đây là cái khu vực mà Mercedes-Benz cũng tính toán cho cái trải nghiệm mà chúng ta đậu ở nhà nọ, khi mà chúng ta cần phải sạc đó, nó sẽ cho cái trải nghiệm sạc nó nhanh chóng và tiện lợi hơn ha. Về phần đuôi xe thì các bạn sẽ cũng rất là dễ nhận biết ha. Đây là một cái chiếc xe điện của Mercedes-Benz, và những cái dòng xe điện của Mercedes-Benz sắp tới ra các bạn thì cũng có một cái ngôn ngữ thiết kế giống như thế này. Các bạn sẽ thấy là cái đèn xe của chúng ta được nối dài từ bên trái sang bên phải nè, bằng một cái đường LED ha ở giữa nè. Đó, ngoài ra thì các bạn thấy bên trong đèn có những cái cuộn xoắn, đó, những cuộn đèn xoắn xoắn nè. Đó, đây là giống như những cái cuộn xoắn của ADN ha các bạn. Đó, EQS 450 Plus. Các bạn thấy tại sao có dấu cộng ở đây? Bởi vì chứng tỏ đây là cái dòng xe mà di chuyển được nhiều nhất của Mercedes-Benz cho một lần sạc ha. EQS 450 cộng. Ở đây là một cái logo của Mercedes-Benz. Các bạn sẽ thấy là đối với những cái xe khác ha, thì nó là một cái logo thông thường thôi. Nhưng mà đối với chiếc xe EQS này thì chúng ta nhấn vào ha, thì nó sẽ mở cái cốp lên, cũng như là đó là cái khu vực để giấu cái camera ở bên trong khi mà camera của chúng ta bật lên. Đó. Các bạn thấy là đây là một cái cốp xe rất là giống như những cái dòng xe GT các bạn ha. Chẳng hạn như là AMG GT 53 hoặc là AMG GT 63. Đó, có một cái cốp liền như thế này ha, nhìn nó rất là thể thao. Ở bên trong cái phần cốp xe này thì các bạn sẽ thấy rất là rộng nè, cũng như là có rất rất là nhiều những cái dụng cụ ha, hoặc là những cái đồ theo xe ha. Các bạn sẽ thấy ở đây có hai cái gói nè, để cho cái người ngồi ở phía sau cho cái trải nghiệm nó thoải mái hơn ha. Ở đây thì Di có hai cái tai nghe ha, sách hướng dẫn sử dụng nè, lọ nước hoa ha. Xe nào có trang bị lọ nước hoa này thì chứng tỏ là cái chiếc xe của chúng ta có trang bị cái hệ thống lọc không khí, cũng như là làm tỏa nước hoa thông minh các bạn ha, e 3 lần. Ở đây thì các bạn sẽ thấy là có một cái nối dài cho cục sạc các bạn, nối dài thêm cho cục sạc. Ở đây có một cái túi để cho cái phần dây sạc này ha, nó rất là gọn. Ngoài ra thì cũng giống như những cái dòng xe khác thôi, thì EQS 450 cũng được trang bị một cái bộ thảm ha. Và thảm của chúng ta cũng là thảm AMG luôn, có một cái logo AMG nè. Thông thường thì thảm AMG nó cũng sẽ mềm hơn cũng như là mịn hơn so với lại những cái thảm mà bình thường. Ở phần dưới cốp xe này thì các bạn sẽ thấy là nó trống không có gì hết ha. Đó, thì chúng ta có thể để được những cái đồ dùng nào đó mà chúng ta cần sử dụng, chúng ta có thể để ở đây, nhìn nó đẹp hơn, gọn gàng hơn. Đó, tiếp theo thì một cái điều mà không thể quên được ha các bạn, và một cái chi tiết mà bên Di rất là sợ ha, rất là sợ khi để trong xe nó bị mất, bị thất lạc, đó là cái máy tính bảng cho cái người dùng ngồi phía sau. Thì Di nhớ là cái máy tính bảng này với cái giá trị rất là lớn luôn các bạn, đâu đó hơn cả 100 triệu ha cho cái máy tính bảng này. Ở đây thì chúng ta sẽ có hai cái nút bấm để chúng ta gập cái hàng ghế ở phía sau nè các bạn. Đây, khi mà Di bấm đây thì cái ghế nó sẽ gập lại. Trước khi đi vào khoang bên trong nội thất của cái chiếc xe EQS 450 phiên bản V1 này thì Di sẽ cho các bạn xem cho khu vực này ha. Đây là cái khu vực mà để chúng ta châm cái nước rửa kính các bạn. Đó, thì thông thường các bạn sẽ thấy là nước rửa kính sẽ được châm ở trong một cái bình ở nằm trong cái nắp capo này, nhưng đối với chiếc xe EQS 450 thì nước rửa kính chúng ta châm trực tiếp ngoài này luôn các bạn nha. Các bạn sẽ thấy là trên kính chắn gió có một cái tờ giấy thông tin ha, là chiếc xe EQS 450 này được sản xuất tại Đức và tại cái nhà máy là Sindelfingen. Đây một cái nhà máy mà có thể nói là đầu não của Mercedes-Benz ha. Những cái dòng xe S-Class, những cái dòng xe như là EQS thì đều được sản xuất ở nhà máy Sindelfingen này. Đó, và
hầu như là nhà máy Singapore bạn có hầu như là đầy đủ tất cả những cái bộ phận, từ bộ phận thiết kế, bộ phận phát triển ý tưởng này nọ, mọi thứ luôn thì tại cái nhà máy Singapore này hết. Coi như là chiếc xe EQS 450 này được sản xuất chỉ một nơi trên thế giới là tại Singapore thôi. Bây giờ Di sẽ đi vào bên trong khoang nội thất của cái chiếc xe EQS 450 phiên bản V1 này ha. Đây là một cái điểm khác biệt của các chiếc xe EQS 450 của chúng ta ha, phiên bản V0 so với V1, đó chính là các bạn thấy nè, khu vực màn hình của cái chiếc xe EQS 450 của chúng ta bây giờ nó rất là giống so với là EQS 480. Đối với các anh chị thích mà cái EQS 450 bởi vì cái màn hình này quá, các bạn thì có thể là thêm 1 tỷ đồng để mà mua cái xe EQS 580 để sở hữu cái màn hình Hyper Queen này. Nhưng đối với cái phiên bản EQS 450 V1 này các bạn, thì chúng ta sẽ coi như tiết kiệm 1 tỷ đồng so với lại cái EQS 580 ha. Các bạn thấy hầu như không khác gì cái khoang nội thất của 580 hết luôn. Rất là tuyệt vời trên cái lần nâng cấp này của Mercedes-Benz, chỉ với tăng 170 triệu thôi nhưng mà khách hàng cho một cái trải nghiệm tuyệt vời hơn rất là nhiều so với lại cái phiên bản V0 trước đây là một cái màn hình vuông ha. Đó, các bạn thấy nè, vô lăng của cái chiếc xe EQS 450 này, đây là một cái vô lăng thể thao ha, nó rất là cá tính ha, rất là hiện đại luôn các bạn. Đó, thật sự các bạn, đối với cái chiếc xe điện thì Duy nghĩ đây là một cái thiết kế phải nói là rất là hoàn hảo luôn. Đó, tổng thể của một cái chiếc xe này ở phần cabin lái này thật sự nó rất là ấn tượng. Đó, và bây giờ các bạn thì cái khu vực này đó thì sẽ là được ốp bằng một cái gỗ màu đen mờ luôn, cho nên là cái cảm giác mà chúng ta cảm thấy nó sẽ sạch sẽ hơn và không có để lại dấu vân tay ha. Khu vực này thì các bạn có thể để hai cái cốc ly nè, cũng như sạc điện thoại không dây nè, có hai cái USB Type-C ở đây. Đó, có cái NFC chia sẻ cái thông tin ở đây nữa. Đó, ngoài ra khu vực này thì các bạn sẽ thấy là có một nút startup nè. Trước đây thay vì chúng ta phải đề máy ở trên này thì đối với EQS 450 phiên bản V1 này thì chúng ta sẽ khởi động máy bằng cái nút bấm trên này luôn ha, nó rất là tiện ha. Khu vực này thì các bạn sẽ thấy là nó có nút volume cộng trừ nè, đã tăng giảm volume nè. Đó, cũng như tắt mở màn hình. Đó, ở đây thì các bạn sẽ thấy là có một cái nút để hỗ trợ đậu xe tự động nè ha, cũng như là cái camera 360 độ của cái chiếc xe EQS 450 này. Đó, một cái nút nữa là để cài đặt cái thông tin ha, chúng ta có thể vào đây để setup những cái thông tin mà chúng ta muốn cài đặt nhanh hơn. Đó, EQS 450 này thì được trang bị cái hệ thống nâng gầm hoặc hạ gầm, cho nên là các bạn sẽ thấy trên này nó có một cái tính năng là nâng có xe nè. Đó, khi mà EQS 450 này sẽ được nâng lên các bạn, thì chúng ta sẽ thấy là cái gầm xe nó sẽ cao hơn rất là nhiều so với lại cái chiếc xe S 450. Đó, các bạn sẽ thấy là chiếc xe của chúng ta có hàng loạt những cái công nghệ để hỗ trợ cho người lái, chẳng hạn như là hệ thống tránh va chạm nè. Đó, các bạn có thể là tắt mở trên này được nè. Hệ thống giám sát làn đường chủ động nè, các bạn có thể là điều chỉnh cái khi mà chúng ta lái mà cán lên đèn đường thì xe của chúng ta sẽ báo cho chúng ta biết ha. Hệ thống hỗ trợ cảnh báo điểm mù nữa nè. Ngoài ra thì EQS 450 này còn trang bị cả tính năng hiển thị thông tin trên kính chắn gió nữa. Rất là nhiều những cái công nghệ để hỗ trợ cho người lái của chúng ta. Đó, cho nên là cái phần mà cabin này cũng như là cái ghế ngồi các bạn thấy cũng rất là khác so với những cái dòng xe sedan thông thường nè. Các bạn thấy nè, cái ghế được thiết kế nó rất là đẹp, rất là thể thao luôn. Và các bạn nhìn vào nó không giống bất kỳ một cái chiếc xe nào khác của Mercedes-Benz hết. Đó, nhìn cái ghế thôi là các bạn đã thấy được cái thiết kế nó rất là tương lai, nó rất là hiện đại như thế nào rồi. Đó, ngoài ra thì các bạn thấy nè, thực ra đối với cái màn hình Hyper Green này các bạn, là một cái màn hình có thể nói là cho một cái trải nghiệm thật sự nói là rất là tuyệt vời luôn. Ngoài ra thì đối với cái người ngồi ở bên cạnh Duy, các bạn, người ngồi ở khu vực này thì có thể là xem phim, có thể là nghe giải trí bằng cái headphone nghe nhạc thoải mái luôn, không có phiền tới cái người ngồi bên cạnh này. Hiện tại bây giờ thì Duy đang ngồi ở cái khoang sau của chiếc xe EQS 450 này các bạn. Đây là một cái chiếc xe có thể nói dành riêng cho người lái, cho nên cái khu vực phía sau này các bạn sẽ thấy là cái ghế ngồi được thiết kế chuẩn xuống, cho một cái cảm giác cũng rất là thể thao luôn ha. Đó, ngoài ra thì khi mà ngồi ở cái khu vực phía sau này thì Duy cảm nhận là một điều là bạn, nó sẽ có rất là đầy đủ để mà chúng ta giải trí ở phía sau, chẳng hạn như cái màn hình nè. Đó, hai màn hình hai bên nè. Đó, và với hai cái màn hình này thì Duy có thể là điều chỉnh các tính năng, chẳng hạn như là massage. Đó, xe EQS 450 này chúng ta có tổng cộng là 4 cái ghế massage các bạn, hai ghế trước cũng như là hai cái ghế sau dành cho người ngồi khu vực phía sau nè. Đó, thì hệ thống ghế massage thì có rất là nhiều những cái chế độ, chẳng hạn như là làm nóng vai nè, rồi massage ở lưng nè. Đó, rất là nhiều thứ ha, các bạn có thể là trải nghiệm ở cái màn hình này. Đó, tiếp theo nữa thì cái xe EQS 450 các bạn, một cái điều mà phải nói là
rất là chú trọng đến cái sức khỏe của cái người ngồi ở bên trong cái chiếc xe này. Thì bằng chứng là cái chiếc xe EQS 450 này được trang bị một cái bộ lọc 2-3 rất là to luôn các bạn. Đó, cái khu vực ở phía trước cái capo các bạn. Thì các bạn biết rồi, đây là cái chiếc xe được động cơ được đặt ở phía sau, cho nên cái khoang ở phía trước các bạn hầu như là chỉ là bố trí những cái dây điện ha, cũng như là có một cái lọc rất là to được đặt ở bên trong cái capo của chiếc xe. Đó, thì cho cái không khí vào bên trong xe có thể nói gọi là sạch nhất luôn. Đó, sạch nhất có thể luôn. Thật sự là bạn, những anh chị các bạn nào mà hay bị viêm mũi dị ứng á, thì bảo đảm khi mà ngồi trên cái chiếc xe EQS 450 này thì sẽ không có bị những cái triệu chứng của về viêm mũi ha. Đó, rất là hay. Đó, khu vực này thì các bạn sẽ thấy có một cái cảm biến trên này nè. Thì EQS 450 được trang bị cái tính năng hỗ trợ cử chỉ không chạm cho cái hàng ghế phía sau, chúng ta có thể là sử dụng ở đây ha. Ngoài ra thì EQS 450 ở phía sau chúng ta có thể điều chỉnh máy lạnh độc lập nhau luôn. Đó, hầu như là rất là đầy đủ các bạn. Khu vực này thì các bạn sẽ thấy là có một cái tựa tay, ở đây có một cái máy tính bảng để ở đây nè, giúp cho cái người ngồi sau của chúng ta thay vì là điều khiển trên cái màn hình này hoặc là điều khiển ở trên cái màn hình kia phải nhờ tới tài xế, thì ở đây chúng ta có thể điều khiển hết mọi thứ của một cái chiếc xe luôn. Đó, khu vực này thì các bạn sẽ thấy là có một cái chỗ để chúng ta sạc điện thoại không dây luôn các bạn. Hầu như là Di thấy cái chiếc xe EQS 450 này các bạn nó rất là đầy đủ luôn, rất là tiện nghi cho cái người dùng luôn các bạn. Rất là tuyệt vời ha. Với chiếc xe EQS 450 này thì được trang bị một cái động cơ điện đặt ở phía sau các bạn, hay gọi là vận hành bằng cầu sao á, với công suất là 333 mã lực. Thì với công suất 333 mã lực này thì Di nghĩ nó sẽ tương đương với một cái động cơ 3.0 6 máy của những cái dòng của những cái chiếc xe xăng ha. Thì đối với những cái chiếc xe điện các bạn thì cho một cái moment xoắn rất là cao, cho nên khi mà chúng ta đạp ga chúng ta tăng tốc á, chúng ta sẽ cảm giác là chiếc xe của chúng ta nó sẽ mạnh hơn rất là nhiều so với chiếc xe xăng. Cảm giác khi mà đạp ga bạn kiểu như là nó dính vào ghế luôn ha. Đó, rất là tuyệt vời. Và trong tháng 9 này thì Mercedes-Benz cũng giới thiệu ra thêm thị trường là ba cái mẫu xe điện nữa các bạn, đó là EQB SUV nè, EQE SUV hoặc là EQS SUV, mới mức giá rất là tốt bạn, thì khoảng tầm hơn 2 tỷ 2 đồng cho cái EQB nè. EQE thì nó có giá khoảng tầm 3.999 coi như là 4 tỷ, và EQS SUV 500 có giá là khoảng tầm 4 tỷ đồng. Ok, bây giờ Di xin được phép kết thúc video tại đây. Nếu các bạn có bất kỳ những cái quan tâm nào đến những chiếc xe Mercedes-Benz hoặc là những cái chiếc xe điện, và đặc biệt là cái chiếc xe EQS 450 phiên bản V1 này, thì đừng ngần ngại gọi cho Di qua số điện thoại của Di là 0914653979. Hẹn gặp lại các anh chị các bạn trong những video tiếp theo.